kembali ke channel saya Hanomi TV. Nampaknya saya telat satu hari lah guys ya untuk pertemuan semifinal di antara Indonesia dan juga Vietnam. Yang dikatakan game kali ini banyak muslihat dan drama. Ini apa cerita ini guys? Dan seperti mana yang kita tahu untuk semifinal tahun ini Indonesia dapat bermain untuk 10 pemain saja gara-gara ada masalah. Tapi tetap menang guys. Itulah guys seperti yang mereka katakan, untuk nyali timnas Indonesia ini bukan biasa-biasa. Kita akan react untuk semifinal Vietnam bertemu dengan Indonesia dengan kemenangan 3-2 guys. Jadi gak payah lama-lama lah, let's go to the video. Indonesia Vietnam. Wow, memang kali ini sengit ya. Menit ke-9. Sekali lagi Indonesia ya. Wah. Masalah dengan Kamboja pun menit ke-9 juga untuk jaringannya pertama. Tapi kali ini kan aku rasakan game yang apa tuh bermain dengan 10 pemain lawan dengan Vietnam memang betul-betul lah nyalinya luar biasa ya. Sujud ya, suci syukur. Thì các trung vệ của đội tuyển U20 Việt Nam đã không làm chủ được không gian phía trước khung thành của thủ môn. Memang banyak drama guys. Quang Thịnh đã đón hụt trái bóng. Mana lagi apa tuh? Penjaga gol untuk kiper Indonesia juga dikritik ya. Rất là cú xoay người dứt điểm. Tư thế khó của Văn Tùng đã chưa thành công. Nhưng đó là những tín hiệu chúng ta đã đưa bóng được đến 1/3 phần sân của đối phương, đã tạo ra được những pha phối hợp có tính gắn kết cao. Chúng ta cần duy trì điều này. Mình nhớ rằng đã Văn Tùng đủ khôn ngoan để có thể có lợi thế sau tình huống đá biên. Tapi guys, apa yang menjadikan tim Indonesia ni menjadi buah mulut? Tim Indonesia ni dia dapat kontrol emosi ya. Walaupun kita tahu Vietnam ni dia banyak sekali masalah, tapi tim Indonesia dapat kawal lagi. Tidak terpancing dramanya si Vietnam ini. Santana và Phước trung lộ trực diện với một phong cách. Masih ya, menit ke 26. Aduh, kenapa? Ui, kartu kuning. Kena muka kah? Oh. Aduh, kena muka. Ush. Gila, Jo. Rất nguy hiểm, Bagas. Tuh kan. Văn Chuẩn đã cứu thua. Một tình huống phòng ngự xuất sắc. Tapi banyak untuk Vietnam ya, dia banyak main kasar ya. U22 Việt Nam. Vâng, đúng là trong tiếng vừa rồi thì đã có một khoảng trống tương đối lớn. Masih lagi. 1-0. Tấn công bên phía trái. Và phần sân. Apa lagi nih? Indonesia. Thường xuyên tập trung bên phía tấn công bên phía cánh phải với sự cơ động của Faza. Tapi guys, untuk Garuda ya saat ini ya, dia ada 4 skill di mana teknik kekuatan apa itu pintar ya mengajukan apa itu poin. Đáng tiếc là không có bàn thắng thôi. Aduh, lawan jangan kasih kendur. Theo hướng này đã được cầu thủ trẻ chúng ta khai thác cách tuyệt vời và xử lý rất hay của Minh Trọng trong pha bóng vừa rồi. Thực ra nếu như Văn Tùng bỏ bóng và bóng đến vị trí của Thanh Nhàn ở phía sau có lẽ là thuận lợi hơn, nhưng Văn Tùng vốn dĩ đã là một dân thủ bẩm sinh. Wasit untuk Việt Nam juga. Ini menit ke berapa ini Vietnam nih? 35. Vẫn là Văn Tùng. Gol yang pertama. Emosi. Tuyệt vời. Không quá lâu sau tình huống dứt điểm đầu tiên của Văn Tùng trong trận đấu này, một pha xoay compa để dứt điểm đi trên khung thành. Wasit juga dikatakan menyebelahi Vietnam ya guys ya. Cách biệt cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng vẫn là cái đầu của Văn Tùng. Banyak actingnya bilang. Ah, nasib tim Indonesia dia dapat kawal keadaan. Quá đẹp của Văn Tùng. Tidak terpancing emosi. Cho thấy được bản năng sát thủ của tiền đạo Hà Xuân Chiến bên phía U2 Việt Nam. Đó là một pha bóng rất khó anh Tùng ạ. Vâng. Bởi vì ở phía trước Văn Tùng bị che. Minit ke 45. Từ đây. Không được. Ini masih satu Busur sama. Masih satu sama. Cắt bóng rất quyết liệt. Và băng lên của cô mang. Tapi gila lah John. Ini semua pemain-pemain muda ya. Woi bergaduh. Kenapa? Của sự thiếu kiểm soát. Cả các thủ Indonesia cũng như những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều là những patut lah rất trẻ. Việt Nam ini banyak kena komen ya. Rất dễ bị banyak main tipu banyak. Nằm sân vào lúc này đang là một cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam. Wow. Ini pemain gila Jo. Bikin emosi ya. Ditenangkan dulu. Dan game ini sebenarnya dipimpin oleh Indra Safri. Timnas kelihatan bijak ya mengaturnya. Sau đó thì Võ Minh Trọng đã bày tỏ sự bức xúc của mình và kéo theo một loạt những tình huống có thể nói là rất thiếu kiểm soát. Walaupun yang main Indonesia ya, tapi untuk backup supporter Malaysia akan turun ya untuk support. Đây là pha lên bóng của cầu thủ U22 Indonesia. Ini masa yang pertama. Oh. Pha lướt đi rất nhanh. Aduh. Và có cú dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của Sanata. Mũi nhọn. Tapi guys, aku boleh katakan untuk timnas ni kan. Berapa kali apa masuk semifinal ya? Wah. Gila lah. Ahad Pramata. Wow. Skor yang kedua ya. Menit ke 53. Wih. Wah gila Jo. Memang senam jantung ya guys game kali ini. Lê Văn Đô đứng xem. Có vẻ như bóng đã khẽ chạm vào chân của trung vệ Ferrari. Có lẽ là bàn thắng sẽ được tính cho Tapi kan, Ferrari. Game kali ini kan banyak betul anu guys. Banyak yang ngakak, banyak yang lucu ya. Di mana banyak pemain-pemain gagah perkasa sering pura-pura jatuh. Đầu tiên là cú đẩy bóng của Quan Trần. Nếu wih banyak taktik ya untuk Vietnam. Wah banyak main kotor ya dia nih. Mà cầu thủ U22 Việt Nam đang tiếp cận ở những phút tiếp theo, tôi cho rằng là hợp lý. Thẻ vàng thứ hai cho Anand Pramata và đó sẽ là thẻ đỏ dành cho cầu thủ. Ada saja. Bên trái của. Cận merah lah. Quyết định rất chính xác của trọng tài Hegon Kim. Một tình huống phạm lỗi từ phía sau và ngăn cản tình huống bật lên của Đức Phú. Ahan xứng đáng với chiếc thẻ vàng này. Kenapa ini? Này trở đi, chúng ta sẽ chơi hơn. Okay. Oh. Hiệp một Ahan Pramata đã phải nhận một thẻ vàng và pha bóng này thì hoàn toàn xứng đáng với chiếc thẻ vàng thứ hai. Không hề có sự. Kalau tengok dari sana tidak terlalu ini ya. Kayak kena senggol sih aja. Kena kad merah terus. Wah, gila nih wasitnya. Trục dọc của U22 Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan. Vừa có thêm một cú dứt điểm từ phía các cầu thủ áo trắng. Cú đá không trúng đích. Đó là pha dứt điểm của Khúc Văn Khang. Nguy hiểm. Đó là cách mà các đường chuyền đầu. Ini gol kedua Việt Nam. Người được lựa chọn là Đinh Xuân Tiến.
bóng bớt chân đi xuống tiền vào lưới, không phải là một pha dứt điểm có ý đồ của tiền vệ đến từ số 5 Nghệ An. Không sao cả. Tapi guys, vấn đề là áp lực của chúng untuk ta. Pelatih lokal terbaik sepanjang masa ya. Tận dụng được thời cơ. Indra Safri. Wah, wow, gila. Một pha đá phản chứ không phải là pha ghi bàn của Đinh Xuân Tiến. Những áp lực mà U22 Việt Nam tạo ra là đủ lớn để khiến cho đối phương phải mắc lỗi. Đó là điều quan trọng. Ngọc Thắng đã dâng cao để hỗ trợ tấn công. Walaupun kalau kita tengok Vietnam banyak dramanya, tapi di sini Indonesia dia tetap positif ya. Itu yang wah salut. Không phải là những pha bóng bổng để có thể khiến cho các trung vệ có tầm vóc của U22 Indonesia có thể phát huy được khả năng kiểm soát đường truyền ở trung lộ. Văn Trường, rồi Văn Khánh. Nhịp chơi sedikit lagi ya. Thế là hợp lý anh Phương Nam ạ. Không cần phải vội. Rất hay, rất nhịp nhàng. Mọi thứ đều hoàn hảo. Chuyển tình huống dứt điểm cuối cùng của Phan Văn Khang. Banyak main tech pro và Việt Nam. Kurang ajar. Quyết định nhanh. Những cầu thủ đang chơi tại SEA Games 32 không phải là những người được đánh giá quá cao về những phẩm chất cá nhân. Rất nguy hiểm. Đó vẫn là Văn Tùng với những tình huống dứt điểm một chạm. Và một lần nữa Văn Tùng cho thấy được kỹ năng chơi đầu của mình hay như thế nào trong tình huống bay người đánh đầu lái bóng về phía góc xa vừa rồi. Một đường truyền hơi nhẹ của Thái Sơn. Ini baru lawan Vietnam ya. Yang kita harapkan 100% adalah ketika bertemu Thailand untuk final. Wah. Cho các cầu thủ U22 Indonesia. Đề Quang Đa. Oh. Rất baik. Ini untuk mata yang ketiga ya Indonesia. Ini di ujung-ujung sudah nih. Tapi tetap juga. Wah. Kita cùng xem lại pha bóng này. Apalagi momen di mana Arhan di pelanggarannya yang pertama. Tidak injak kaki tapi dia pura-pura jatuh. Wih, gila. Ivan. Oh! Gol yang ketiga Indonesia. Ha. Tania. Một tình huống phản công kinh nghiệm của Indonesia. Pha xử lý xuất sắc. Mara ke final guys, Tania guys. Tofani. Wah, 10 pemain saja ya, gila. Bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 6. Thật sự puas hatiku ya Vietnam kalah. Việt Nam. Thời gian còn lại của hiệp thi đấu hai vẫn dari còn. Dari jauh percobaan. Nhưng có lẽ là tuh, khó để có thể thay đổi được tình hình. Satu kali lagi, dua kali ya, baru masuk. Trước tình huống để thua này thì chúng ta đã chứng kiến một vài pha bóng mà đội tuyển U22 Việt Nam cho dù có đông người nhưng chơi vào giờ và với cú đá có thể nói là sắc như dao cạo. So guys, game di antara Vietnam dan juga Indonesia yang memang penuh drama, penuh muslihat, penuh dengan tipu, tapi ya Indonesia tetap berhasil walaupun bermain dengan 10 pemain sahaja. Wow, memang mengejutkan dan sekaligus mencetak sejarah baru untuk timnas Indonesia sendiri. Dan sekarang kita tunggu adalah final pertemuan di antara Indonesia versus dengan Thailand yang memang mendebarkan. Kami supporter Malaysia sendiri akan turun padang support kamu Indonesia full guys ya. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia bertemu Thailand di final nanti guys. Anyway, terima kasih klik video ini yang support channel. Terima kasih banyak-banyak guys. Kita jumpa di next video. Baca besar. Assalamualaikum. Thank you and I love you. Bye bye.